bilingual curriculum provides opportunities for children to develop their skills in inquiry, problem solving, collaboration, all of these really essential components that children are going to need when they leave school and go out into the workplace. Gia đình tôi mong muốn các con giỏi tiếng Anh và chúng tôi là người Việt Nam thì chúng tôi luôn mong muốn các con thấm nhuần văn hóa Việt Nam. Rất là đúng vì là các con vừa cảm thấy được vui vẻ khi học ở trường cũng như là có những cái tình bạn rất là thân thiện.